Bữa nay anh đi đâu mà coi bộ ăn mặc láng lại lắm đa? Em định soi mói gì nữa đây? Em không ưa soi mói, mà cũng không muốn bị ai soi mói. Vậy thì bây giờ anh đi đây, em ở nhà chơi nha. Khoan đã. Mời anh ngồi xuống, em có chuyện cần nói với anh. Bây giờ anh đang gấp, để khi khác đi. Vợ chồng với nhau ra vô đụng mặt nhau hàng ngày, thiếu gì lúc mà nói chuyện. Không, câu chuyện em sắp trình bày với anh rất hệ trọng và cần có sự dứt khoát đâu ra đó. Em định hỏi cung anh. Anh đùa không đúng lúc. Bao nhiêu năm qua, anh không đồng ý ra tòa xé hôn thú. Anh nhất định giữ thằng bé Sang lại để làm con của anh. Lý do gì thì cả em và anh đều biết. Anh không muốn mất phần chia của cải, ruộng vườn mênh mông từ gia đình vợ. Em sẽ xin má được nhận trước phần gia tài của em, sau đó em sẽ cắt lại cho anh đúng với ý đồ mà anh hằng ấp ủ. Để làm chi? Để anh trả tự do cho em. Em dùng tiền để mua lòng tự trọng của anh à? Không được, và không bao giờ được. Bây giờ vợ chồng mình khẩn cầu sớm có con nha. Ừ.
cơm canh nguội hết rồi. Anh ăn một chút đi anh. Anh không còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa. Chắc anh phải đi lang bạc để kiếm sống thôi. Anh bỏ em đi sao? Chị ở đây, anh như một kẻ vô dụng, đi làm mướn không có bao nhiêu tiền, phải sống nhờ vào đồng tiền chạy chợ của em. Thôi anh đừng nghĩ quẩn nữa. Em đâu có phiền trách gì anh đâu. Anh Tòng, anh vô nhà chơi. Anh tới đây chắc là có chuyện gì muốn dạy bảo. Nè, không dám. Nhưng tôi muốn giúp cho anh gỡ rối. Anh gỡ rối là gỡ rối chuyện gì? Tại sao anh không đăng lính? Tôi ngại người làng sẽ dè biểu tôi. Anh đi lính để tìm đường sống. Trước là cho anh, sau là cho những trai làng biết mà noi gương anh. Tôi chưa hiểu. Tôi lo cho mình tôi còn chưa xong, còn rủ rê thêm người để chịu bia miệng của thế gian sao? Chứ không lẽ anh mặc tình để cho họ vô đường chết sao? Dạ. Anh rủ rê họ tức là anh thương họ. Ai dám chê trách anh? Dạ. Ông là Hậu Đạt đúng không? Dạ, dạ. Dạ. Chúng tôi có lệnh bắt ông. Ông can tội dẫn đến cái chết của cô Lù trong Bình Cách. Không, tôi vô tội. Tại sao Đinh Trục Quệ biết anh ở đây? Anh Tổng, chuyện này là sao? Anh đâu biết gì đâu. Tụi bay, mời ông về. Dạ. Mời ông. Anh Tổng, chuyện này là sao anh Tổng? Đâu có chuyện gì mà em phải bấn loạn như vậy. Cái chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Nè, cũng sắp tới giờ quân biển tới rồi đó. Chị ra ngoài cổng coi thử. Dạ. Ông chủ nó linh thiệt đó. Dạ, quan. Cô im giùm tôi được không? Dạ, dạ mời quan ạ. Chào nghe biện. Thầy cử chút nữa có ghé đây không? Anh Chánh Tâm đã chờ sẵn ngài trong nhà rồi. Mời ngài. Mời ngài Biện. Chào quan Biện. Mời ngài Biện dùng nước. Chúng tôi đang rất muốn nghe tin tức từ ngài Biện. Tôi đã nói với Biện tỉnh nên chú ý trường hợp của Hương Hào Khoa.
Nếu muốn dân tình bất tín với nhà đương cuộc thì cứ cho chìm xuồng vụ này. Còn muốn dỗ an nhân tâm thì chỉ còn một cách, là nghiêm trị để làm gương. Ngài Biện lý lẽ sắc bén lắm. Hương Hào Khoa bị tống giam ít nhất là 3 tháng, cho chừa cái tội ngoại tình. Tên Khoa quảng hốt nhắn cho vợ con đi mướn trạng sư, mua chứng cớ đặng tòa giảm khinh. Hắn phải bán 12 mẫu ruộng để mà đủ bạc lo cho vụ này. Hắn tốn bạc để rồi cũng phải ở tù mấy tháng cho biết mùi. Không lẽ Hương Hầu Khoa lại khờ dại tới mức đó, tốn bạc mà không được ích gì hết? Tù 3 tháng thì tốn chừng đó bạc. Nếu chi ít tiền hơn thì ở tù sẽ lâu hơn. Còn không chịu tốn bạc gì hết thì rất có thể ở tù mà không biết ngày về. Sao anh Trọng Quý? Tôi làm vậy là để trừng phạt tên Khoa. Chắc anh và ông cụ ở dưới quê hài lòng chứ? Dạ, tôi xin cảm ơn ngài Biện đã giúp tôi giải quyết vụ lùm xùm ở dưới quê. Chưa hết đâu, tôi còn phải có trách nhiệm giúp thân sinh của anh tới nơi tới chốn nữa chứ. Dạ, ngài Biện sẽ lo liệu bằng cách nào xin cho tôi được biết. Tôi sẽ nói trong một dịp khác. Anh Chánh Tâm, anh quyết định nhận nhiệm sở ở Sài Gòn hay là đi tới những vùng kỹ ho cò gái để nghiên cứu giúp đỡ dân trí? Quan Biện Lý có sáng kiến gì hay cứ giúp cho tôi. Tôi đâu dám chỉ dẫn thầy cử. Thầy là người học cao hiểu rộng mà. Có điều tôi biết rõ là ở nhiều vùng quê hiện nay tình hình an ninh bất ổn lắm. Thầy cứ sớ rớ ở những nơi đó, lính tráng nó tưởng đâu thầy làm quốc sự thì kẹt cho thầy lắm đó. Dạ thầy, thầy có chuyện gì sai con? Con ra bưu cục đánh giấy thép theo địa chỉ mà thầy biên trong tờ giấy này. Đánh giấy thép cho anh Quý hả thầy? Phải. Thầy muốn báo cho Trọng Quý biết là chú Bình bị bắt giam. Dạ. Đặng Trọng Quý nhờ mối quen biết với Quan Biện ở Mỹ Tho, Quan Biện ở Sài Gòn mà tìm hiểu thực hư vụ giam giữ đó. Dạ thưa thầy, cô đi ngay. Cảm ơn con. Ông Thông Ngôn không chịu xé hung thú, mặc dù là em đã hứa với ổng em sẽ chi trước phần gia tài của em. Như vậy ông Xuân dám chừng muốn hưởng trọn gia tài chứ không có gì. Nếu ông Xuân muốn như vậy thì em cũng sẵn sàng giao đất luôn. Em sẵn sàng ra đi người không cùng với bé Sang. Anh chị nói chơi vậy thôi chứ thâm ý của ông Xuân không phải là ông muốn hưởng trọn hay phần nửa gì hết. Vậy ông muốn cái gì? Ông Xuân không chấp nhận em ra giá để chuộc tự do, mà phải do ông. Ông phải là người đặt giá để trả tự do lại cho em. Em ra giá hay ông ra giá trước sau thì cũng giống nhau thôi. Tại sao lại rắc rối chi vậy? Khác chứ không giống. Ông Xuân muốn được cả danh lẫn lợi,
Nếu như ông chịu theo ý kiến của em, ông chỉ được lời. Đó là vàng bạc, của cải. Như cái danh, ông sẽ mang tiếng là bị vợ đòi quỷ hung thú. Ông sẽ bị mất mặt trước mọi người. Như anh nói, ông Xuân muốn được cái danh lẫn lợi. Vậy ông sẽ làm gì hả anh? Anh cũng chưa biết. Nhưng anh có linh cảm là có sự bất trắc, nguy hiểm. Anh nghĩ tốt nhất là anh nên thận trọng. Có gì bất thường thì báo cho anh hay. Anh à, em sợ lắm. Em phải làm gì bây giờ? Em còn có anh đây mà. Anh sẽ bảo vệ em trước những trò ma mảnh của Thông Ngôn Xuân. Phải chi em gặp được má anh. Giữa đàn bà với nhau, chắc là em sẽ nhận được từ má anh những lời chỉ dẫn hữu ích. Nếu không có má thì em hỏi chị Cẩm Vân. Cẩm Vân như cánh chim mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trúng tên. Tên gì? Mũi tên của sự thật. Sự thật nào? Em không biết gì hết hả? Nếu như anh nghĩ rằng chuyện này em cần được biết thì anh nói đi. Sự thật về sự mất tích của bé Chánh Hội. Anh Chánh Tâm luôn hối hận, ai nấy vì đã lăng lặng giao con của mình cho người dân nuôi. Nhưng mà tới nay anh vẫn không dám thú nhận trước chị Cẩm Vân về chuyện này. Em cũng biết rồi mà đúng không? Chuyện này em cũng không dám chắc là anh Chánh Tâm có nói ra hay chưa. Tại em có nỗi khổ tâm, chuyện ở trong nhà nhiều quá. Tâm trí em rối bời, cho nên có nhiều thứ lúc nhớ lúc quên. Mà dù em nhớ hay quên thì bây giờ em cũng đã biết rồi. Em đừng hé miệng với chị Cẩm Vân về chuyện này nghe. Dạ, con chào ông Hương Sư. Dạ, chào ông Hương Sư. Chào. Lẹ lên mày. Từ từ, tôi đi. Tôi có làm gì đâu. Lẹ lên. Đặt hồn kính lên mày. Bọn nhanh linh lên. Lại mở nhanh tiếp đợt ruột bố nữa rồi. Mày làm gì vậy? Lẹ lên. Ông Hương Sư ơi. Ông Hương Sư ơi. À, họ bắt chồng con đi mất biệt, làm sao bây giờ? Ông Hương Sư ơi, con trai của con đâu có làm gì sai mà bọn lính bắt nó đi. Ông giúp giùm con với. Ông Hương Sư, ông có chư trong hội đồng hương chức. Ông răng nói một tiếng cho người dân thấp cổ bé họng đi ông. Tôi có khác gì bà con đâu, cũng hệt như ca nằm trên thất thôi. Trời ơi, làm sao bây giờ? Biết làm sao đây. Nhanh lên. Lên. Anh hai, thầy nói là sẽ đưa tôi đi gặp ký giả. Tôi chờ hoài không thấy cái gì hết. Anh hai bình tĩnh, ngồi xuống đi anh. Sau khi anh hai đòi tôi làm rõ trắng đen xung quanh cái bài nhật trình đó, tôi đã đi gặp ông chủ bút của tờ nhật trình ngay lập tức. Nhưng không về. Thầy Thông định diễn tuồng trước mặt tôi một lần nữa hay sao? Nếu anh hai không chịu nghe những lời tôi sắp kể, tôi cũng đành chịu. Thầy kể đi. Ông chủ bút kêu ký giả viết bài lên. Té ra ký giả đó không đi tìm hiểu thực tế để viết phóng sự, mà dựa trên một bài
của độc giả gửi tới cộng tác. Ký giả đó giác bài của độc giả, thêm thắt một chút, nộp cho tòa soạn. Vậy họ tên của người cộng tác viên đó là gì? Cộng tác viên đó viết tên tắt và cũng không ghi lại địa chỉ cụ thể. Làm nhật trình gì mà ẩu vậy? Không rõ ớt giáp mà đã cho đăng, rủi xâm phạm đời sống riêng tư của người khác thì sao? Thì tờ nhật trình đó bị kiện chứ sao? Nếu như người bị xâm phạm đời tư đó chịu kiện. Thầy Thông cho rằng thầy vô can trong bài báo đó à? Vô lý. Nếu như thầy không tiết lộ thì ai biết được chuyện đời tư của tôi? Tôi xin lỗi, tôi đâu dám chắc là anh hai giữ bí mật tuyệt đối. Anh hai chỉ kể cho một mình tôi biết, hay là anh hai lỡ kể cho những ai nữa thì sao? Thầy, nhưng chỉ có thầy mới quen với ông chủ bút tòa soạn đó thôi. Anh hai đi học bên Tây về mà anh quên một nguyên tắc cơ bản trong văn minh tư pháp đời nay. Muốn buộc tội ai thì anh hai phải có chứng cớ, chớ không làm trò tréo ngoe là buộc người lương thiện phải chứng minh mình vô tội. Anh hai à, anh uống đi. Ủa, làm gì mặt mày bà chị buồn hiu vậy? Con trai tôi tới giờ vẫn chưa được thả về, mà người ta cũng không cho gia đình tôi đi thăm nó. Tôi rột hết sức, không biết được nó ra sao rồi. Con bà chị không chịu đăng lính thì sao? Sao mà được, cha nó bị lính Tây giết chết bởi vô hội kính cách đây mấy năm trước á. Bây giờ biểu nó đi lính thì mặt mũi nào mà dám nhìn cha nó trên bàn thờ chứ. Đúng, bà chị nói đúng. Có lý nào cha làm thầy mà còn lại đúng sách? Coi sao được. Ông chủ. Ông chủ đi chơi chắc vui. Không vui thì đi làm cái gì? Thấy chưa, tôi nhìn là tôi biết liền à. Ông chủ, ông chủ đi với ai vậy? Sao chị không lo vô trong nhà coi sóc nhà cửa chứ, đứng đây tò mò tọc mạch làm cái gì? Dạ. Mà nè. Dạ. Trong lúc tôi đi vắng có ai tới tìm tôi không? À dạ có. Tại sao nãy giờ không nói cho tôi biết mà chờ tôi hỏi mới nói lần sau? Dạ, có thơ từ sở dây thép đem tới cho ông chủ. Mà ông chủ đừng có la tôi tội nghiệp, đâu phải tôi không nhớ đâu. Mà tại hôm bữa ông chủ dặn á, cái gì vui nói trước, buồn nói sau nên... Thôi, dài dòng văn tự quá. Sao, có chuyện gì không vui? Chú Bình bị bắt. Hôm trước Đào có kể sơ qua về một mối tình dĩ dãng, nghe chua chát lắm đó. Thôi, chuyện cũ càng khơi lại càng đau lòng mà thôi. Anh, bữa nay trời nắng nóng mệt đờ người. Vậy để em vô trong pha nước mang ra cho anh uống nha.
anh vừa đi gặp ông Thông Ngôn. Ông lương lẹo, đố mà biết được lúc nào ông nói thật. Chuyện gì vậy anh? Anh nhờ ông Thông Ngôn sắp xếp cho anh gặp tay chủ bút tên Nhật Trình. Ông hứa, nhưng rồi đánh trống bỏ vui. Anh muốn gặp chủ bút để làm gì? Để hỏi họ câu chuyện người chồng giao con cho người khác nuôi là lấy từ đâu. Anh định làm gì với người viết bài báo đó? Đưa câu chuyện đó lên Nhật Trình thì có khác nào phá hại gia ca người khác, bất nhân lắm. Đừng anh, cũng chưa xảy ra chuyện gì tệ hại mà. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Hôm trước khi ngài Biện ghé qua nhà tôi, ngài có nói là sẽ lo cho ông thân sinh của tôi tới nơi tới chốn. Tôi lấy làm cảm kích lắm. Nhưng thật sự tôi vẫn chưa hiểu hết câu nói đó của ngài. Chắc anh biết người quản gia trong nhà ông Hương Sư chứ? Ông Bình là người như thế nào? Té ra là ngài Biện đã biết chuyện chú Bình bị bắt. Chuyện đó thì do bên Phú Lích thực hiện, chứ không phải là bên tòa. Anh có biết là tại sao ông Bình bị bắt không? Dạ, đó là một tai họa từ trên trời giáng xuống. Bởi vậy tôi mới tới đây để cậy nhờ ngài Biện giúp tôi tìm hiểu nguyên nhân cớ sự. Ông Bình bị đặt nghi vấn có liên quan tới quốc sự. Cai Tông, anh Tông à, anh làm ơn cứu tôi ra khỏi đây, tôi vô tội mà. Anh mắc tội hay không thì tự anh rõ hơn tôi chứ. Tôi không giết, mà tại thị lũ nó trượt chân té nên bị đập đầu. Nếu như chỉ đơn giản như vậy á thì mắc mớ gì anh phải sợ, có đúng không? Tôi sợ đối mặt với hội đồng hương chức, họ sẽ quạch què xét hỏi tôi để trả thù cho cháu ông Hương cả bị giam, chị gian chiếu với con lũ chắc nết. Tôi được biết anh là dưỡng tử của ông Hương Sư, chắc chắn là ông Hương Sư sẽ lựa lời gỡ tội ngộ sát cho anh. Anh còn lo cái gì nữa? Anh Tông đã hiểu thấu sự việc đến cỡ đó rồi, vậy thì anh giúp tôi ra khỏi trại giam luôn cho rồi. Bởi vì anh biết rồi đó, cổ nhân có nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại mà. Tôi e là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Phú Lích trong lúc khám xét nhà nơi quê đã phát hiện ra một sách nhật trình La Clochefelle cất giấu ở trỏng. Anh nói tiếng Tây tiếng U gì, tôi không hiểu gì hết. Sách nhật trình đó là thuộc Hàn Quốc cấm. Anh không hiểu hay anh cố ý không hiểu? Anh thật sự không tin
ông Bình có liên quan tới quốc sự. Tôi đã nói rồi, ông Bình chỉ là người quản gia cho cha của tôi mà thôi. Vậy tại sao trong nhà của Hữu Đạt lại chứa đồ quốc cấm? Ngài biện khiến tôi thật bỡ ngỡ về cách biện luận của ngài. Ai làm thì người đó chịu, cớ sao lại hoàng sang đi bắt người khác chứ? Hữu Đạt là con nuôi của ông Hương Sư, tôi e rằng mọi việc không ít thì nhiều đều có liên quan tới ông Hương Sư. Quan Tây còn nể trọng ông ta nên không mời ông Hương lên đối chất, mà mời quản gia để hỏi cho ra lẽ. Ngài biện, ngài có hứa là sẽ lo liệu mọi thứ cho cha của tôi, nhưng nãy giờ nghe ngài nói, tôi tự hỏi, chẳng lẽ lời hứa của ngài là lời nói gió bay? Anh đã cho tôi biết sắp nhật trình đó là do ông quản gia Bình gửi tạm trong nhà anh. Anh cam đoan không hề biết sắp nhật trình đó thuộc Hàn Quốc cấm. Tôi tin lời anh. Cảm ơn anh, anh ráng cứu tôi. Đừng để tôi bị đưa lên tòa rồi tòa kêu án về quốc sự, chắc tôi bị đày ra cung lôn rục xác. Theo lời anh nói thì cha anh không tham gia hội kính nào hết, ông chỉ lo dạy học mà thôi. Đúng vậy, tôi khẳng định với ngài một lần nữa, đó là cha tôi nặng lòng với quê hương, tôi không chối điều đó. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc là cha tôi đi làm quốc sự. Tôi hiểu, ai trong chúng ta mà không có lòng ái quốc. Tôi cộng tác với chính quyền hiện nay để làm chi? Là để xứ sở của mình được ổn định. Tôi làm vậy là bởi tôi cũng có lòng ái quốc, nhưng mà theo cách của tôi. Tôi đã nói vậy, chắc anh đồng thuận với ý kiến của tôi chứ? Ái quốc bằng cách góp sức ổn định cho chánh quyền bất nhân, có khác nào là phản quốc? Sao, anh thấy tôi nói có đúng không? Cảm ơn ngài biện đã có những lời rất chi lý. Mỗi người có mọi cách yêu nước, không ai lại đi kết tội người khác yêu nước chỉ vì không giống mình. Anh hãy suy nghĩ thêm về những gì tôi đã nói. Khi nào thì tôi được ra khỏi trại giam? Có một người đang chờ ở ngoài hành lang. Tôi được thả ngay bây giờ hả? Tôi đâu phải là người ký lệnh bắt mà có quyền thả anh. Nghĩa là sao? Mà tôi phải đi gặp ai nữa? Cứ đi gặp, ắt sẽ biết. Nè, được thả hay không là tùy ở anh đó. Đạt. Hạnh Hoa,
trời, tội nghiệp anh quá. Em nói giúp một tiếng với anh Tòng, chứ nếu không chắc anh trụ tù mãn kiếp trong nhà lao. Em có biết anh Tòng nói ra sao về tội trạng của anh không? Kinh hoàng lắm. Em biết rồi, anh không cần phải nói nữa đâu. Em muốn có anh sống bên cạnh em. Anh chấp nhận kế hoạch của anh Tòng đi anh. Anh đã mở đường sống cho anh rồi đó. Tới nước này thì anh còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Ngặt một cái, anh định nhắc tới ông Hương Sư nữa sao? Ông Hương Sư ngăn cản không cho anh gặp con. Ông đã đoạn tình như vậy, anh còn lưu luyến làm gì nữa cho hao sức. Thiệt tình, em cũng không hiểu nổi anh nữa. Cứ dùng dằn hoài à. Em không có muốn anh phải rước hậu quả thảm khốc chút nào hết. Được rồi, anh sẽ nhất tâm nghe theo em. Anh làm đàn ông thì phải có quyết định dứt khoát như vậy để em còn nương tựa chứ. Không biết là Trọng Quý đi nhờ ông Biện có được việc hay không. Bằng quan tây dục này khép chú Bình vì tội gì mới được chứ? Không lẽ là ra ngoài chợ trấn an bà con mình? Đừng sợ sệt quá đáng. Đó đâu phải là tội đâu. Chuyện gì khó nghĩ hay sao mà em ngồi thẫn thờ ở đây? Dạ không, em không có gặp chuyện gì hết. Chẳng qua là... Là sao? Anh không có được cười em thì em mới nói. Được, vậy anh làm mặt nghiêm đây. Cái mặt anh nghiêm á, nhìn mắc cười lắm nha. Sao? Chẳng qua là gì, em nhớ tới cái bài báo Tấn Tuồng gạt vợ bán con. Ai đời á có người cha tàn tệ đến mức đem đi bán con để mà trả hận tình. Bộ em không biết là trong giới ký giả họ có biệt tài là thêu dệt những chuyện lâm ly bi đát hay sao? Độc giả càng rơi lệ thì nhật trình của họ càng bán chạy. Không ngờ vợ của anh mà lại tin vô mấy ông ký giả, con nước bán nhà luôn.
Em đã nói là anh không có được cười em thì em mới nói mà. Thôi, đi ngủ sớm đi em. Anh. Em uống thuốc đều đặn, đúng lời mà đốc tờ cho. Mà sao em vẫn chưa thấy có thai nữa? Để thủng thẳng, có phải là thuốc tiên đâu. Vậy ngày mai anh lại đưa em đi giảng cảnh chùa được không? Ông Hương Sư. Ô, chú Bình. Làm cách nào mà chú trốn về đây được vậy? Tôi được thả. Được thả? Ừ. Thiệt vậy sao? Ông vô trong nhà đi, tôi kể cho ông nghe. Ờ, đi vô. Bà, vô, vô thứ ba. Người bà nuôi hết những tâm tích của thằng này. Lọt vô tay của thằng Lương Thư. Nó về báo cho Lương cả. Thì tôi nói hớ gì đâu mà ông la tôi. Tôi sợ cuộc họp là giữa nhiều cái kia. Cô đơn vút ve lung đời, tàn đêm tóc lệch đường môi, xuống cơn dương sầu. Hiu hắt từng giọt đau, hồn đang treo nắm xanh xao. Vai gánh đầy vàng nam, quăng lưng giữa cõi vô thường. Người ơi bên đời u trầm, đành dứt câu ân nợ. Ôi giấc mộng phụ dân, duyên kiếp bỏ lỡ đôi ta. Một mai nghĩa tình phai mờ, đành hắt hiu thân phận. Kiếp dài bạc đen, má có hơi mệt trong người, chớ má có bệnh gì đâu.